Chào các bạn, bây giờ khá muộn rồi các bạn ạ. Là 11 giờ 50 phút thứ năm ngày mùng 6 tháng 10 tức ngày 11 tháng 9 năm Nhâm Dần. Tuy muộn rồi, mình vừa mới ra xem vườn thì mình cập nhật thấy những ngọn vải đỏ đỏ ạ. Đặc biệt là những cành trong tán còn đỏ, mình bấm nó đã nhú lọc các bạn ạ. Mình quay lại để chia sẻ với anh em, để các bạn mạnh dạn quyết định có làm hay không, hay không làm, quyết cho ra lộc hay không ra. Chúng ta tham khảo. Thứ nhất, mình quay cái bao quát trước. Những cái lộc này hôm mình tỉa cách đây khoảng trên dưới tuần, dưới 10 ngày, tuần trở lại. Khi đó lộc vải còn đỏ, mới kim kim lá chè. Nhưng sau mấy ngày, bây giờ lá vải vẫn hồng hồng nhưng đã nhú lọc các bạn ạ. Đây, mình quay cụ thể nhất cái cành này nhé. Thực tế hôm mình làm video thì nó chưa... Tất cả những cành này mình làm, cây này mình làm muộn hơn. Cây kia mình làm sớm, đây này, các bạn nhìn này. Cái chân lọc nó trắng trắng nhé, đây các bạn nhìn nhé. Đây, đây chân lọc nó trắng các bạn ạ. Đấy, chân lọc nó trắng rồi, đây. Cụ thể nhất lọc này mọc rõ rồi này. Đấy. Đây. Tất cả chân lộc đều mọc trắng hết rồi. Còn lúc mình làm là mình làm cây bên này. Mình đã quay chi tiết cái cành bên đấy. Để các bạn quan sát cây bên đấy. Hôm cây bên này mình bấm thì các lộc đều mới kim kim lá chè. Mới chuẩn bị ban tở thôi. Hôm mình quay cành này thì cành này khá già nhưng chưa thấy gì. Như cành bên này là các bạn nhìn này. Cũng bắt đầu nảy rồi. Đấy, bắt đầu nảy rồi. Quan sát nha. Đấy, bắt đầu nảy đây này. Đấy, bắt đầu nảy mầm. Trời nắng lắm, mình không nhìn thấy gì đâu. Đây lộc đỏ này, các bạn quan sát lộc đỏ này. Đấy, lộc đỏ nhá. Nó có mầm trắng trắng các bạn ạ. Đấy. Lộc đỏ nhưng bây giờ nó có mầm trắng trắng rồi. Trời nắng mình cũng chẳng nhìn rõ. Đấy, mầm trắng trắng. Đây là con đỏ đã nhú mầm các bạn ạ. Đấy. Mình cập nhật ra để chia sẻ với anh em và các bạn. Thì đấy là một kỹ thuật khá hay. Từ năm 19 mình hình như có mình một số video mình đã nói rồi. Thì giờ mình mới quay. Nhưng mình quay ít. Bởi đây nó chỉ là cái giải pháp cấp cứu mà thôi. Đây này. Đây. À, mình quên bật flash thoảng nào trời nó tối. Bật lại flash nhá. Thế tối đây này, các bạn nhìn này. Đây. Đấy. Mình chẳng nhìn thấy gì đâu. Đấy, trời tối nhé các bạn nhé, nhìn mầm này, nó nhú này, tất cả các mầm đều nhú hết rồi. Đây, rõ nhất cái mầm này nhé, đỏ này, các bạn nhìn lá đỏ này. Lá chưa thành thục đã nhú rồi. Đây 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 đây. Thế mình giả sử mà mình không bấm như này, chắc chắn những mầm này không thể nhú được, mà thậm chí lá vải chưa thể già nhảy được. Nhưng khi mình bấm thì làm nó nhú luôn. Đấy, đây đây, các bạn nhìn nhé, đây. Đây, mầm này bấm nó nhú này, đấy. À, tất cả các mầm mình bấm đầu nhú nhé các bạn nhé. Và lá vải dài nhanh thêm. Thì đây nó cũng chỉ là cứu cánh thôi. Tuy nhiên một cái vườn mình mà chủ động ngay từ đầu thì chúng ta không bao giờ để cái chuyện vườn mình như này. Tuy nhiên trong quá trình lao động mình hay thử nghiệm. Mình làm để các bạn cùng nhau quan sát, theo dõi, sao cho chúng ta tìm ra cái biện pháp nào mà làm nó phù hợp. À đây đây, mầm này đây. Đây. Đây các bạn nhìn này. Đây cái mầm này, đấy nó nhú dài rồi. Đấy. Thì bây giờ mình tính thời gian nhé. Hôm nay là mùng 6 tháng 11. Còn một tháng nữa là lập đông. À mùng 7 đi. Mùng 7 tháng 11 là lập đông thì mùng 6 còn hơn một tháng nữa. Mình chỉ cần vải đến 10 ngày nữa là nhú lọc. Thì còn sớm ấy. Chỉ cần nhú lọc trước khi lập đông khoảng 10 ngày thôi. Nhưng mà khi mình chăm sóc tốt thì khi nó nhú lọc nhú rất là nhanh. Để chúng ta quan sát những cái vải gọi là u hồng của mình ấy. 30 tháng 8 mình tỉa. Khi lọc nó còn mới ban, à mới tở. Nhưng đến 20 tháng 9 bắt đầu nhú, mình phun. Vậy hôm nay khoảng là 10, nửa tháng nó nhú lọc thôi. Nhưng lọc nó đã chuyển sang màu ban rồi. Chân vừa rồi là ra không đến một tháng. Thế bây giờ mình cứ cho là
từ giờ đến 10 ngày đi, hoặc là đến 20 tháng 10 nhũ lọc nhé. 20 tháng 10 nhũ lọc thì một tháng sau là 20 tháng 11. Đấy. Rồi 20 tháng 10 đến 20 tháng 12 đi, mình tính 20 tháng 10, 21, 20 tháng 2, hơn 2 tháng thì thoải mái. Riêng cái vải mà lọc nó hơi hồng hồng, khoanh thì chúng ta vẫn có quả vô tư nhé. Nhân vật lọc này khoanh thoải mái rồi. Đấy nhá. Cảm ơn các bạn xem video nhé. Mình quay lại nó. Mình vừa mới ra mình thăm nhân mình. Con mình nó quấy, nó bắt mình bế ra ngoài, mình thấy mình về mình quay nó ra nó khóc mầm các bạn ạ. Cho các bạn nghe tiếng khóc của nó. Thôi thì út nó chiều nó chốt cứ nó khóc xong đòi bố bế để mình tiện mình bế ra thăm vườn để mình thăm mình thấy mình về mình quay luôn. Nhưng vẫn nó đó nó kêu mầm. Và chúc các bạn buổi trưa ăn cơm ngon miệng ngủ ngon nhá.